thì là khó lắm á. Ha hậu kê nhìn mặt đẹp chứ hả? Le lưỡi nữa, le lưỡi nữa, le lưỡi ra, không dám nhìn luôn. Rồi, cái đầu tiên. Chào nhà nha. Chào cả nhà. Chào nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha cả nhà. Thì bữa hổng gài cũng chơi trò chơi, mới chơi trò chơi hôm qua rồi. Bữa nay chuẩn bị chơi trò chơi nữa nha cả nhà. Hôm qua thì trò chơi cũng hơi vui, hơi thơm. Hơi thơm. Nói chung mày nhớ cái địa điểm nào? Chơi nữa không? Chơi nữa không? Thì em nay không có chơi. Hôm qua trò chơi bằng tiền, bữa nay trò chơi đồ ăn. Đồ ăn mày, đồ ăn chắc ăn cứt bò hay chứ mày ăn cứt hả? Mày khoái ăn đó lắm. Đây có mua một ký mấy, gần 2 ký bạch tuộc nha cả nhà. Đây là bạch tuộc bon. Đây mấy con này ăn hơi bị đã luôn. Con mập mập không? Bự bự chà bá lửa luôn nè. Đó, bữa nay sẽ nấu một nồi lẩu, nó chứ không phải lẩu ta. Nhưng nó cũng là lẩu, nhưng mà nó không phải lẩu, nhưng mà nó cũng là lẩu. Nói chung là nấu bạch tuộc nhúng lá me nha cả nhà. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là sẽ có một người không được ăn. Đây bạch tuộc hơi bị nhiều, hơi bị to, hơi bị chảng luôn đó. Nhìn thèm mê ly chưa? Đó, nếu mà không được ăn á thì chắc cứu là anh. Đâu? Không lẽ đâu chui dưới à, hết trận này tới trận kia nữa hả? Ai biết được. Đâu trời, không có đâu. Thì ổng cũng nói chung là sẽ tổ chức một trò chơi nha. Đây bạch tuộc hơi to luôn. Bây giờ trước tiên thì để nó qua một bên. Đó, để chơi. Để qua một bên đi, rồi chơi trò chơi đi. Thắng thua rồi sẽ làm nha. Nếu mà em không được ăn thì em làm thiệt là dở cho hai nó ăn. Mày ơi, hay làm trước đi mình chơi được không? Thôi làm trước nên chơi tối không thấy được. Nói chung thì để qua một bên đi. Rồi sẽ chơi trò chơi nha. Bữa nay đồ trò chơi đơn giản nhẹ nhàng lắm. Đây là có một cái ống bơm mini nha. Cái này là cái ống bơm mini chứ không phải là ống bơm bự nha cả nhà. Nên số lượng hơi nó ra rất là ít. Một người sẽ làm bể 3 cái bong bóng nha. Chia ra một người 3 cái. Dùng hơi để bể nha. Dùng ống bơm này nha. Không có cột lại luôn nha. Tự cầm, tự bơm luôn. Làm sao làm? Đó. Cái này chắc lấy cái đầu gối kê quá. Lũ đáng. Gì vậy? Xì vậy? Hơi khó nha, ai khó nhận nha. Mình tới nổ nha. Bơm trước đi, họ cho mệt mệt chút. Rồi, thì trước thì là 3 cái bong bóng vậy kìa. 3 bong bóng bất kỳ, thoải mái chọn. 3, 2 ta, 3 sợ lâu quá. 2 thôi, 2 thôi nha. Rồi, chọn màu đi. Màu nào cũng được. Nói chung là bơm bể 2 cái bong bóng trong thời gian bấm giờ nha. Ai là người thấp nhất trong 3 người sẽ không được ăn. Rồi, đơn giản nhẹ nhàng thôi. Em ăn chắc rồi đó. Ghê hả? Bạn phân. Nó nghĩ quay luôn á. Mình uế con người đi trước đi, sao cái đi rồi mình hả bấm vào sao tính. Rồi đó. Rồi uế trước cho nha. Bấm cái lỗ đây kìa. Trước gian vậy. Nó là xì đâu có nổ. Bây giờ nha. Uế nha. Người nào đi trước đi trước. Ủa ra trước đi trước luôn. Ok nha. Ok. Uế. 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 Rồi lại. Uế. Uế. Rồi coi. Ra trước đi trước. Uế. Ờ tao đi chót luôn. Ngày ngoài đi chứ. Thắng đi trước luôn. Rồi thôi, đi chót luôn. Yên đi chót. Ủa, đúng rồi, thắng đi trước. Thắng đi trước. Người tới Yên tới đâu? Trưởng, Yên người tới đâu? Ủa em trước nữa hả? Ừ. Rồi, thôi bây giờ lấy đồng hồ bấm giờ cái. Bây giờ tới lượt trưởng nha, rồi tới Yên, rồi tới em nha cả nhà. Bữa nay chơi hơi bị thơm bơ, thơm khó nha. Thì đồng hồ là 00 nha cả nhà. 00 nha. Rồi. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Vượt lên chính mình. Chính mình. Mình làm chậm là không có ăn nha. Mọi người mới có chiến thuật kia nha. Cái gì vậy, kẹt cái gì. Mình làm chậm là không có ăn nha. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ủa, cố làm gì? Cho có khí thế. Khí thế là hai bóng rồi chứ thi là bùng lòng lắm. Nổ rồi. Thôi thở không nổi nè. Chưa đâu. Ai mấy giây. Giống gì hả? Cầm cho chặt nha. Vuột ra là cô tính vuột á. Không tính nổ đâu á. Đó. Ba mấy giây rồi. Mỗi tay giữ nó chạy. Ừ chứ sao. Mỗi con bóng đó. Lát hồi bóng sau nó còn mỗi giữ nữa. Tại cái này là cái ống bơm nhỏ cái nè.
hơi ít. Có ai mà cái bố đó đi, có ai mà sợ cái cảm giác mà bong bóng nó nổ không? Em sợ văng vô mặt à. Mặt bong bóng thì không đụng sao. Cái đây. Bong bóng thì không sao. Thì qua rồi nó đụng cái đồ cái nó nổ là không tính nha. Đụng vậy nè. Thì đụng sao lỡ vô móng tay rồi không nổ là không tính nha. Móng ra bự lắm vô. Bự lắm. Nãy tính đâu móng mày à. Mà biết nào mới nổ. Một bóng chắc thở hết nổ luôn quá. Này cho ba bóng lên được. Nổ luôn. Rồi. Trời ơi mệt à. Mới có một bóng mà thấy suy vậy đó. Chưa đổ nó chạy. Ôi mổ tay. Hên là cái ống bơm này nó có đẩy lên á, mà tự kéo lên nó còn giữ nữa. Phút mấy rồi nha. Sợ chưa hả? Nè nè tao cơ tay không. Ôi bự vậy. Trời ơi chưa nổ nữa. Đâu, 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 đâu. Bên kia đi ông thằng ơi. Quơ qua qua lại đụng cái nào vô bạn là nổ không tính nha. Bự lắm rồi đó. Bóng bự. Có cho đổi tay không? Đổi, đổi tay. Đổi, thoải mái. Đừng sao đụng ruột được rồi. Thoải mái mà. Nó xì rồi. Nó cao lên, đâu cao lên, đụng nó nổ à. Xì cái gì kìa, cầm cho chặt. Rồi một cái còn cái nữa, còn cái nữa, chọn thoải mái. 2 phút mấy rồi nha, vượt lên chính mình bằng niềm tin chiến thắng. Mỏi tay quá, mày quay bên kia đi, tao quay bên đây. Đủ đá mà mày được đổi tay mà. Ờ thì đổi tay mà. Anh hai anh nè, anh hai nè, kỹ nha, kỹ nha, không có nịch thùng gì hết trơn á. Chơi gì nó giữ nè. Cái này là chơi đuối lắm á. Bơm bong bóng nha. Tại vì cái ống bơm này nó nhỏ cả nhà. Có một khúc này nè, bơm nó hơi vô vô. Ống bơm này là mua đặng để dành đặng giá bánh xe á. Tại vì hổng ngại đi toàn đi sinh tồn đi xa xa là bị xì, bị lủng. Nó phải mua thêm đặng giá nữa. Chứ vậy. Dạ. Canh nữa. Chưa đâu. Ai biết được lỡ nó có mặt trăng đó ổn thì không sao. Hồi đó chuyên gia nói là có cái mặt trăng cái lỗ mặt trăng á. Ủa mỏi dữ rồi. Thì tới sao cũng sao lỡ mỏi rồi. Chứ né qua tao hoài vậy cho vui. Mày quên qua lại hồi đâm lũng không tính nha. Rồi bao nhiêu phút rồi? 3 phút 30 giây. Phải cầm cao lên nha. Hồi đụng giống hồi cảnh bàn rồi nọ có mấy lần nhỏ là nổ không tính nha. Căng lắm ạ. Căng rồi đó. 3 phút 44 gì đó. Chưa qua đây ngoài vậy. Cho mình qua đây coi với cái cảm giác này nhìn. Le lưỡi rồi nữa. Dâm cho thì gì. 4 phút rồi nha. Ôi trời. Chưa nổ nữa. Ủa nó mỏi tay. Ai cũng vậy mà. Nãy tính ra cho 3 bóng là tới luôn đó. Thì lấy bóng nó đi. Tính ra mà muốn mà ăn được cái bạch tuộc nó hơi bị căng nha. Người mua mà còn phải mệt nữa. Tại vì thường ngày nếu mà chơi mà ăn thì nó quá đơn giản rồi. Phải có người nhịn nó mới vui. 4 phút 35 rồi. Ừ chưa đổ nữa. Bự dưới đây. Mỏi tay quá rồi. Gán lên. Sắp nổ ơi. Sắp rồi. Hồi hờ. Gán lên. Ủa uống nó bự. Sắp rồi. Dần. Bao nhiêu? 4 phút 55. 4 phút 55 nha. Thở hết nổi rồi. Chuyển vô cái ghế đi. Em chuyển luôn rồi. Sao mỏi tay dưới trời. Cảm giác sao? Lát hồi gấp ăn không nổi. Mình tưởng là 4 phút 55 giây nha. Nó rất là mỏi tay và đau lưng nghe cả nha. Tay gom nha. Gom lên gom xuống rồi lên xuống. Vậy là trưởng kết thúc 4 phút 55 giây còn bóng rồi. Còn bóng nữa. Có 2 bóng đâu ra nữa. Hai tao là 2 bóng, mày là 3 bóng. Trời đất ơi. Rồi chừng nào ăn. Tao hai yên tao với yên 2 đi. Thôi vậy em mua luôn rồi đó. Rồi, bây giờ là tới lượt yên nha cả nhà. Thấy căng quá. Thí sinh thứ 2 nha.
em là người cuối cùng mà thấy sợ thì quải nha. Lấy không không nha, lấy cái cam nha. Ừ, cam mà. Cái nào cũng giống nhau phải không? Ừ, số phận mày cam chịu, mày không được ăn nữa. Không sao, cam. Dạ. Đây không không nha. Rồi, đợi, tôi đếm qua luôn rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Coi chừng tổ quân. 7 giây nữa nha. Lát họ cầm cao cao lên nha, hồi nó đụng cái bạn là nổ là không tính nha, hồi làm lại cái mới nha. Vào cái đó em cuối cùng là nhiều khi em xui cái em đụng cái quốc nổ cái nổ. Còn nhiều bóng bóng lắm cả nhà. Tính là thổi, nhưng mà thổi thì nó lẹ lắm. Thổi hầu như là nó nhanh lắm. Nhanh mà một hồi là hết hơi luôn á. Hiển diện thiệt luôn á. Còn cái này là nó mỗi tay cực kỳ luôn, tại vì nó nhỏ cả nhà. Rồi 35 giây đầu tiên. Rồi bể rồi. Cái này chắc bể mặt luôn quá. Có ai mà có cảm giác như em không? Nhìn vô cái bong bóng mà căng ngay căng ngay là căng da mặt mình, chứ mình nó căng ấy, chứ bị sợ rồi á. Biết. 1 phút đầu tiên nha. Giật lên chính mình. Ủa nghĩ lẽ ta. Hồi nãy tưởng 2 phút mấy được. Mà khúc sau này hình như nó mới căng á. Khúc sau nó mới mỏi. Đúng. Cảm giác của bạn như thế nào? Khá là mỏi tay. Được quyền đổi tay nha. Hồi bóng kia hả đổi. Cái nào chịu mỏi một tay thôi. 1 phút 30 giây. Vượt lên chính mình kìa, 1 phút 30 giây thôi được nè. Xì cái gì kìa. Thấy chuẩn bị á, xì xì là chuẩn bị á. Mà khám mà nhìn mặt quá. Mỏi dữ vậy. Xì rồi, ép rồi. Rồi, một bóng đầu tiên. Tinh gan hiện lẹ tao rồi, thưởng tới 2 phút mấy nữa. Em lấy 1 cam thêm. Cam nữa hả? Cam nữa luôn. Đổ vô luôn. 1 phút mấy nha. Hồi nãy trưởng là gần 5 phút. Là 4 phút 55 giây. Liên là hiện tại bây giờ là 2 phút rồi. Mà thiệt nha. Này đúng đấy. Coi hồi đó giờ tao không có học bút chim rồi, nhìn hồi tao đấm rồi coi nè. Đấm không chụp phát nào luôn, đấm hai bay á, đừng có ăn chứ gì. Chị ghê vậy. Đẩy mình xưa đi, tao ấy mới nói. Mới đổi tay. Xong. Thôi nhanh chứ trời. Mấy hàng phút mấy rồi cả nhà. Rồi mỏi rồi đó, tới giờ mỏi rồi đó. La quý đạo rồi. Tới giờ mỏi rồi đó. Tại vì thường ngày ăn rồi này nọ. Cái bóng mà càng nổ rồi không dám nấu luôn. Nói lại đi, nổ cái vai chính học luôn. Đưa qua anh đây rồi. Nè, tao che mắt lại tao chi. Nghe, đưa qua anh đây đi. Càng nổ đưa qua. Thôi. Quýu. Trời ơi, nổ đó. Cam chịu này nha. Cam chịu á, chịu phần ăn á. Nhiêu ơi. 3 phút mấy à. Chắc đổi tay. Mỏi rồi. Mỏi rồi. Ôi, đụng ba ăn nổ. Trời chưa nổ nữa. Gần ơi. Nổ đi. Nhiều mấy phút. Yên đã hoàn thành thử thách nha. Hơn trưởng gần 1 phút. Là 3 phút 58 giây nha cả nhà. Hồ quả tính rằng Yên lẹ dưới trời. Tốc độ chứ cao không có cam chịu đâu. Rồi ăn rồi đó. Nguyên ăn chắc rồi đó. Nguyên là thế nào nó cũng có ăn rồi nữa cả nhà. Giờ chỉ còn em với trưởng thôi. Là phấn đấu là ai sẽ người ăn thôi nha. Rồi. Rồi thôi. 3 phút 58 giây nha cả nhà. Đây xin lỗi. Đó cho cả nhà xem cái. Rồi 3 phút 58 giây nha. Rồi giờ tới lượt em. Có bạn có cảm nhận gì không? Mệt. Mỏi tay không? Mỏi.
mà mỗi tay sau tay thuận thì bơm nhanh thiệt mà mỗi nhiều hơn tay này. Dạ. Rồi Yên sẽ giờ tới tới em nha cả nhà, phần thi cuối cùng. Từ từ bấm ông thần. Tao chuẩn bị tâm lý đi. Tao phải chuẩn bị tâm lý mới được. Cầm cái bóng bóng luôn. Cầm cái bóng bóng luôn chưa? Còn cầm được cầm quyền bóng bóng. À. Chọn cái bóng bóng vàng không? Rồi bóng bóng vàng. Rồi chưa? Rồi nó vàng như là vàng vậy. Vàng. Thấy đồng hồ nghe cả nhà. Rồi. Vô từ từ gãi cái. Một căng qua. Rồi bắt đầu nha. Chưa. Đếm đọc ơi, đếm đi. Đếm đi. 1 2 3. Rồi. 1 phút 30 giây quay dòng cấp vốn nha. Mà cái nhà thưởng bóng gì cùng em nha. Ô. Ô. Bơm bơm cho quá hồi tay tay chịu không nổi nha. Đây. Nó cứ dùng như ta. Không có gấp được đâu. Phải nương nương lại. Chết mẹ ơi. Không được men ơi. Siêu. Gì chứ nổ sao? Thì đó là số phận. Hên xui mà. Cố lên. Ủa gì tự nhiên nó cố lên đi. Cố lên là bạn nhịn á. Nhanh chứ trời. Mỏi chưa? Mỏi giờ mình nghĩ mình thở chút đi. Leo lưỡi ra. Gì? Gần 1 phút rồi. Mỏi dưới tay. Một phút rồi. Tay thận bơm nhanh thiệt nhưng mà rất là mỏi. Tay kia bơm chậm hơn. Tay kia thì bơm chậm hơn. Rồi rồi, đưa cái mặt vô, đưa cái mặt vô. Chưa nổ đó. Rất là căng rồi. Con bóng rất là căng rồi. Ủa gì tự nhiên hoài ta. Gắn lên đi, xong cái này hãy đổi tay. Nó đổi tay trong lúc này nó khi nó xì là khổ lắm. Bữa rồi nghe cả nhà. Xì là khổ lắm á. Rồi. Ha hậu ra nhìn mặt đẹp chứ hả? Đeo lưỡi nữa. Đeo lưỡi ra. Không dám nhìn luôn. Rồi, cái đầu tiên. Chấm lên. Đâu nào? Mở tay qua đi. Chọn đẩy đi. Màu. Mà không nắm tính luôn. Ủa mở tay. 2 phút rồi. Chết mẹ ơi. Chậm xe vô. Bên tay này không được đổi bóng luôn. Mỏi tay quá. Không được quyền đổi bóng khác. 2 phút 10 giây rồi. Nghe cả nhà. Miếng ăn đó. Gì miếng ăn đó. Cố lên. À, cố gì? Lên. Cố lên cho chủ nhịn luôn. Cố lên chủ nhịn luôn. Không dám nói chuyện. Không nói chuyện mệt rồi, mệt lắm cái nhà. Bông bóng này lâu bể nha. Lâu bể đừng bể sớm á. Đừng bể sớm á. Hình hoa hướng dương hay gì. Gần 3 phút rồi. Em bé. Em bé hướng dương. Ôi trời đau lưng mũi. Đổi tay. Ủa mỗi tay dưới thằng vậy? Bên tay đó nó bị chậm hơn. Tay gạch mà. Gắn quay lại cái tay kia là tốc hành lại. Tại tay kia đã bớt mỏi rồi. Hồi nãy em gồng lên. Gồng lên, bơm từ từ thôi. Đúng lên tay. Mỗi cái tay. Bơm từ từ thôi. Đúng rồi. Từ từ thôi. Nhanh lên cho trưởng nhịn luôn. Từ từ thôi. Trời ơi, lẹ dữ vậy. Mà thì nghỉ đi. Trời ơi. Con bấm vào nha. Từ từ thôi. Ở đó hồi văng vô mặt là không biết được đâu, bấm nha. Cố lên, cố lên. Từ từ thôi. Gấp gì vậy? Ôi ơi. Gần 4 phút rồi. Thôi. Đây cả nhà, em sẽ coi cho cả nhà coi thời gian. Thời gian nha. Rồi nhanh nhất rồi. Ôi, 3 phút 51 giây. Nhanh nhất rồi. 45 khắc. Hồi nãy em là 3 phút 5 mấy? 58 hả? Nãy 3 phút 58 giây. Rồi. 3 phút 51 giây. Đương kim vô địch. Hơn em 7 giây. 44. Hơn em 7 giây.
Ôi rồi trưởng hiểu rồi ha, trưởng hiểu rồi đó. Vậy là bạn trưởng sẽ là người nhịn đói à? Ủa vậy là có món ngon rồi. Ừ, nói chung là thôi vậy hai người vô rồi nấu ăn luôn, em muốn làm gì á, có phải ngồi nhìn cho mới được. Hỏi tao cũng ngồi nhìn hai người á, có chơi có chịu chứ. Ôi trời, thở chán một con chó luôn nha. Ôi trời, thấy chưa, thành đồng bơm bánh nè, bơm thêm mấy bánh nữa đây nè, bông bóng đi. Ôi cái đâu bơm bơm khùng luôn á, mỗi tay cũng khùng luôn. Hai bong bóng là vậy ơi. Giờ mà anh bơm hai bong bóng nữa mà bằng thời gian này khoảng 4 phút thôi em thua giống thua. Ừ, không mỗi tay không được. Mỗi tay lắm, vừa mỗi tay mỗi lưng nữa. Tại vì cả nhà coi cái thuộc hành trình của nó có chút xíu à. Đó, là hơi nó bơm. Nó đâu có được nhiều đâu. Thì qua. Thì kết thúc trò chơi này. À, bạn trưởng là người chót. Yên gì? Và em là nhất nha cả nhà. Nói chung là có bữa này bữa kia. Mà hình như là từ dưới điểm lên luôn thì phải ai đi ai đi trước thấp nhất. Đi trang luôn. Cái này em xui. Xui gì? Dở. Không ổn là hết vui. Không ổn là hay. Đẳng cấp. Đẳng cấp mà. Ừ. Thì rồi nói chung là có quà có lợi, nói chung là có bữa ăn bữa nhịn nha cái nhà. Đúng rồi, phải buộc có chơi phải chịu. Đúng rồi. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ đi vô trong trống làm món ăn rồi. Giờ bữa nay là không có bạn trưởng ăn rồi nha. Rồi bây giờ sẽ cháy nha cái nhà. Ngon quá. Chưa hết thấy ngon rồi đó. Chút để em nêm rồi. Thôi để em nêm rồi. Ờ. Thì nêm cái nghỉ ăn luôn nha. Thường thường không nấu qua vô nấu rồi này tiêu à. Thôi vậy em nấu cho cái này. Thôi cái mối mối bên nấu. Nấu cái nghỉ ăn luôn luôn. Nêm cái nửa hũ muối. Rồi xong nghỉ ăn đi. Nói chung là cái món này rất là đơn giản nha cả nhà. Nhẹ nhàng lắm. Đó, cháy cho nó thơm xong nó bỏ lá me vô cái rồi đó. Món gì trên. Đây, đây lá me ở nhà nha. Mới để hút vườn vô á. Cái chết luôn á, chuột chết rồi, nó chết. Sao hút chuột mà. Hút chuột vụt. Không được thả người. Không được, mình thả con mèo cái bụng. Cho nó ăn. Không, thả chuột. Giờ ăn thuốc mèo. Thuốc chuột xong rồi thấy thuốc mèo. Hai thuốc đụng hổ nha. Nói chứ mới để con khổ. Ăn luôn đi. Ăn nào cũng phải khổ à. Không cho. Rồi, đưa nước luôn. Nước thánh của Tài Thiên. Có cũng được nha. Tài Thiên vô có lợi mình được phép hai phép cũng ngon. Ghê có phép luôn. Xong rồi luôn. Đó, cái nói chung là cái món này rất là đơn giản vậy cả nha. Giờ nêm nếm cho thôi à. Rồi, để em nêm cho. Rồi. Đây, nêm mớn đường nha. Lát hồi nêm thêm sao. Một ngọt. Bữa nay tội nghiệp cho anh trớn quá. Làm gì tội nghiệp? Phụ phép mà không được ăn gì chứ. Rồi, nêm nha. Lát hồi, tôi chưa cho mày lá me. Ờ, được á. Người ta chơi là quy tính miếng muối nha. Thì tôi cho mày ăn miếng me. Lá me. Đó, giờ nấu cho nó sôi lên cái đem ra ngoài giờ nhúng ăn thôi. Nêm nếm lại cái nha. Bữa nay buồn quá, có hai người ăn. Đêm nay buồn quá. Thì ghét thiệt chứ. Tại xưa ai xui thôi. Xui thôi. Tại tên lực tay yếu thôi. Ừ. Đây. Trời ơi trời, con nào con nấy nè cả nhà. Rồi xong. Chỗ này chắc không thành nhúng luôn quá. Hình như nãy em nghe là chắc nấu luôn rồi. Cha anh điện kêu anh về. Với Yên về có điện. Không có đâu. Thôi chạy về nhà đi rồi chút qua quay. Không có này. Chút còn cái rau á. Chút còn cái này. Chút còn rau luôn. Này. Rồi xong hết cái chảo rồi cả nhà. Hết cái chảo luôn rồi, đầy nhóc luôn rồi. Quá xá rồi đằng này. Thôi bây giờ chờ cho nó chín chút xíu rồi cúng ông bà cái mời cả nhà ăn chung ba anh em luôn nha. Trưởng nó không ăn đâu. Phải quên, mời ăn chung với hai anh em. Cho mày cái ghế cho mày ngồi trời mày coi. Nói chung là trò chơi mà cả nhà. Có người ăn người nhịn. À, thì mới cả vui. Cả nhà có một số nó cả nhà nói là ăn đông vui không vui. Nay ăn mới vui nè. Hôm qua thì bốc kia. Bữa nay thì không được ăn. Tháng này tháng gì vậy đó? Tháng gì? Đây. Đó. Giờ cũng bụng nè, cho miếng nè. Con nãy bự chảng luôn bây giờ nó người còn ta là
1122 không ăn là không ăn, ăn lấy là thua chung. Rồi bỏ gạo vô luôn nha cả nhà. Hết luôn đi. Bỏ vô phát luôn, đặng tắt bếp luôn. Tại vì nó teo quá rồi. Nè con cộng này để làm gì, chân cho em ngắm cái gì. Tính để cho mày đó. Rồi. Nãy bỏ vô đây luôn, hết luôn nha cả nhà. Tao không có ăn đâu, để trời ơi, bữa hổm ăn đồ kia ngon hơn. Ở đồ nào cũng ngon hết trơn. Này không ngon. Tại vì đâu có ăn đâu mà ngon. Đây. Quất lá mè cái nha, mời cái nhà nha. Mà tuột giờ nó teo hơn hồi nãy bự ghê luôn. Ừ, chua. Ủa bà ăn chua chứ không? Gì? Nó bà ăn chua chứ không? Mình bỏ thêm rau ôm nữa canh chua không anh ta? Mọi người có cái hiểu cái cảm giác trong ngồi mà có người ăn không mọi người? Nào, chấm vô đây cái nha. Chấm thần thánh nha. Mời cái nhà nha, mời bạn trưởng luôn nha. Đố em bé ăn. Không ăn, đại uy tín mà. Không ăn là không ăn. Tao ngồi không nước miếng nó chảy gì đâu mà chịu sao nổi là. Hứng à? Hứng. Mời chịu đi, tao tổ chức trò chơi khác. Không ăn nữa. Hốt phân bò. Ê vậy hoài đi. Quát luôn. Trời. Rồi hôm qua em mất 100.000 luôn. Lỗ luôn. 100.000 gì? Chơi gì đâu 100.000. Ê chơi gì đâu 100.000. Trời ơi, nó giòn dữ vậy. Còn mở ngoài này mà nghe luôn á. Nè. Mời cái này nha. Mời bằng trưởng nha. Nhìn này nha. Mày ăn chép dữ vậy trời. Không ăn. Nhất quyết là có cho cũng không ăn. Ai cho đâu ăn. Ai cho ăn. Ở đây à. Ăn phần cái đầu cái này. Cái đít chứ cái đầu hả? Cái đầu chứ. Có mắt cái dòng mắt cái đầu chứ. Ờ vậy hả? Đúng em đâu ăn đâu em biết. Mà nghe nha. Có mắt chổng mà kêu bằng cái đầu chứ. Má nó thơm dữ vậy trời. Ở dư ta. Chết quá mời về mua mực nấu lá mè ăn này. Đang bịch tuột mà. Mày mua mực cải. Ừ. Không ăn bịch tuột. Ăn mực chơi vậy đó. Phải nghịch lại. Không ơi nói bữa nay hèn. Ủa hổ. Ăn bịch tuột đi. Rất muốn tính tiếp. Nữa hả? Đã lắm. Thơm dữ vậy. Lá mè mà nấu lá mè mà. Nói chung là tại mày xui thôi. Nói vậy nha. Về mới đi tập tạ luôn. Ừ. Rào đó là tạ cũng 4-5 năm chứ bộ. Nè đúng luôn cho nó chín. Ăn mà tụt nâu rồi ăn cao chi nữa nhúng. Rồi nó chín. Để gì ăn chứ vậy. Tại vì mày nhúng tao mới ăn á. Ừ. Ngon. Ăn chép dữ trời. Đã quá đã. Đã. Nói thiệt chịu không nổi luôn á cả nhà. Cũng đây nè. Đưa ăn thì không ăn. Không đã đó người ta quân tử mà. Quân tử hả? Ừ. Quân tử trở trở thù 10 năm chết queo à. Đây, đúng cái này nè, chấm này sâu sâu vô ha. Đó. Mày cái nhà nha. Quá khứ luôn rồi. Giòn. Quá đã luôn. Em cũng ứa nước miếng trời. Mấy nhà miếng nữa cho Yến vô đặng cặp nách một trưởng nha. Nghe nha. Ngon. Hấp nước không? Đúng rồi. Nó đã. Nó chua chua đã lắm cả nhà. Nãy cắt miếng rau niêm bỏ vô cái nữa. Mình canh chua luôn. Rồi vô thôi. Cho mình chuẩn vô giữa là đúng rồi nha cái nhà. Đúng rồi, chuẩn bài, chuẩn bản luôn. Lâu lâu mới được thưởng thức mà. Cho xin miếng bún đi. Ăn bún hả? Vô miếng vàng chén đi. Miếng vàng chén gì? Nói chung là có bữa này bữa khác. Mai chị sẽ tổ chức thêm trò chơi. Trời ơi, nước không?
đây đây. Hấp thử miếng nước rồi không không hấp thử thôi cho mày không nghe. Mày biết mùi vị nó không, không đã dặn rồi là không có ăn uống gì hết á. Tao hấp thử miếng tao quyết định là không có hấp luôn, tao phải thử thử rồi. Cả nhà coi lên khối như ngút vậy nè, uống đi luôn cả nhà, chờ đợi gì nữa, anh hai ăn hết con rồi. Ừ, đã kìa nè, nãy bụng chảng luôn, nhổ teo lại vậy nè, mở đổ tươi nha, đã nghe không rồi, bự dữ con này giòn dữ nè. Thôi xệ tay anh hai ơi. Xệ hả? Xệ tay ơi, gấp nó nặng quá. Chấm tới không? Chấm tới chắc tới nè. Tới không? Tới không? Không 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 thì sao đây? Kia hay dĩa hả? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Nha. Thấy ghét không? Ở nhà nha. Nặng nữa. Nặng quá, nặng tay quá. Vô cái nhà. Vô nha chứ. Ừ. Trời cắn không được luôn kìa. Nóng nóng nóng. Nóng. Ăn được không? Từ đây ăn giùm cho. Ừ, được. Giòn cực kỳ luôn. Trời bây giờ hai lỗ tai mày nghe cà chẹp cà chẹp. Hai bên lỗ tai á cả nhà. Nha. Ngon nha. Gẩu gẩu nữa. Ngon. Miếng ơi. Trắng miếng lên. Trắng. Ồ người ta uy tín là không có ăn mà. Thua là cho chịu. Trời. Ngon. Cái bãi rồi. Cắn nào bóp gạo đó. Tối nay về ngủ cắn không ngon luôn. Ngủ im gì. Nó tức tức cái lòng ngực á. Có gấu giòn. Giòn cực kỳ luôn. Con này là bạch cục bon nha. Nãy sao cố gắng cái bài cái gì nè. Trắng luôn. Nổi là người ta hắn rồi chứ người ta đâu ngồi đây ngó. Mới chịu tập cơ tay được nha. Về tập tạ đâu. Nóng lắm hả? Trời ơi. Còn nóng lắm. Nãy xuống bếp rồi đó mà còn nóng vậy đó. Mực này mực ủa vậy bạch tuột bỏ lá me luôn à. Nấu lá me. Còn nóng luôn. Biết nãy em lén lén thì mướt vô nha cả nhà. Ừ, đưa hức. Sao? Mày ăn được thôi chứ sao gì mà không? Em có được ăn đâu, ăn không được chứ không? Trời ơi. Mình có thể cách lúc clip không không? Em đi về ngủ. Hai người đây ăn. Không được đâu. Mà ông ta cũng ngồi tao coi hai thằng bay ăn từ đầu tới cuối chứ đâu. Vậy hả? Ừ. Bữa cảm giác đó, bữa nay em trải nghiệm rồi. Nữa ai biết hả? Thằng Nguyên chưa? Nguyên chưa? Dạ biết rồi. Đây. Biết rồi, biết gì cũng biết rồi. Thắng là chất lượng cái đó. Chính giờ em với Nguyên là nhém đít luôn cả nhà. Chất nhỏ 8 giây nhiều. Chất nhỏ 8 giây à? 7 giây à? Hồi nãy mình quên giao ha. Ai nào làm lâu nhất nó được ăn. Lâu nhất hả? Ừ. Chắc tới 10 luôn quá. Tới năm sau luôn á. Tao ngồi tao tư. Hồi không có đồ giống cho bỏ giá bộ xì. Ừ giá bộ xì. Không rồi giá bộ bể ha. Ừ. Cái clip mà hai ngày hai đêm rồi chưa hết chứ không tao kết thúc giờ mấy bạn ăn luôn cho rồi chơi rớt tài tư luôn. Cũng đông còn cực kỳ luôn đã lắm. Đòn cái đầu cũng đòn nhiều lắm luôn. Ồ nó đã đây nè. Một phát này coi. Chích chích nè. Cả nhà coi nó đỏ nè. Cắn cái đầu nè. Nóng quá ngưng đi. Trời ơi nóng. Tao ăn ngày không có no nữa. Ừ, ngon. Vô nha. Vô nha chứ. Thẻ không phun nước miếng vô. Trời luôn bó. Khỏi ăn luôn. Cái nhà có một số cái nhà một số anh chị á có hỏi là tại sao mấy anh em ăn nhanh vậy, tại vì ăn lâu quá cả nhà chữ bé mình lượn quá trời, nó ăn lâu quá trời, mình phải lắng nghe lỗ tai lên và nghe, mình không có được cãi lại. Đâu cãi không? Ừ đâu dám cãi, bởi vì bữa nay mới ăn cho lẹ nè, mở nhà nha, mình đang làm dâu đấy. Kép mỏi nè, gió vô đầu bụng á. Ừ, kìa. Nói mặt hai bơm hơi đúng tấu hài không? Hả? Đúng.
mất rồi. Thẻ lưỡi ra giống như rồi giống bữa giống thiệt. Giờ mới tới nè. Mời cả nhà miếng nữa nha. Sao chú? Được. Ngon. Để đặt sau em trả hậu. Nói chung là clip nó cũng dài nha cả nhà. Mấy anh em cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Cả nhà thích những cái trò chơi giống vậy nữa thì cả nhà nhớ like, nhớ đăng ký kênh cho ba anh em có động lực làm thêm những clip tiếp theo. Sau bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye, bye.